Ok, hai chào mọi người nha. Nay tiếp tục máy cày. Nay về cây 5018 Thái. Con này khoảng 85% nha. Rồi, con này thì cầu trước, cầu sau, động cơ, số đùi, đục zin hết nha. Đây, cầu trước. Con này máy Thái nha, giá khoảng 270 triệu tại xưởng. Này giá 270 triệu là đầu không nha. Cày sới em chọn vô chọn được cái nào thì tính giá thêm cái đó. Lớp trước còn khá mới nha. Con này thì được cái cặp sau còn mới zin luôn nha. Từ lúc mua tới giờ là chủ nhà nó chưa có chạy, ra gió còn. Nó gắn bánh lên, nó gắn bánh lồng không à. Nên bánh thùng nó không có chạy. Bánh thùng mới chăm chăm nha. Ngoài này đùi sau. Chói quá. Con này 270 triệu nha, giá tại xưởng. 270 triệu, 70 triệu đầu không nha, em cài sới tính thêm. Máy còn khoảng 85%. Dè bọng nó còn liền hết nha. Thì cặp vỏ là vỏ Tani nha, thì anh em nào mà vỏ máy Thái nha, Việt Nam vỏ dung lớp nha. Con này khoảng 700 giờ, 800 giờ. Vỏ sau còn zin nha, gai gió còn nè. Vỏ sau chưa chạy, vỏ sau còn zin chăm chăm từ lúc mua tới giờ, gai chủ nhà gắn bánh lồng nha. Được nhớt có thai rồi nha. Rồi giá 270 triệu, anh em nào có nhu cầu liên hệ trực tiếp số điện thoại nha, 05 số 3 1689. Máy nông nghiệp Lê Quân Vĩnh Long nha. Con này đời 2016 nha, quên nói đời 2016 máy Thái. Giá 270 triệu nha. Được cái cỡ vỏ sau, cặp vỏ sau còn mới nha, chưa xuống đồng luôn, chưa chạy lần nào luôn. Từ lúc mua giờ về chủ nhà nó chạy vỏ chạy bánh lòng không à. Nhưng vỏ sau còn mới nè, gai còn. Con này zin 3 cục nha, động cơ số đùi đều zin hết nha. Máy 800 giờ. Rồi giá 270 triệu. Đèn đâu còn đủ hết nha. Thì máy Thái này gương nằm bên phải nha, tại bên Thái chạy nghịch chiều với mình Việt. Con này đời 2016 nha. Lớp trước cũng còn mới nha. Gai cũng còn cao. Rồi anh em nào có nhu cầu mua thì liên hệ trực tiếp số điện thoại nha, 05 con số 3 1689. Nông nghiệp Lê Quân Vĩnh Long nha. Được anh em bay vô. Giá 270 triệu đầu không nha. Cài sới con này có
có giới hạn 1m82 nha. Cài xếp bánh lòng nữa anh em mua thêm tính thêm. Rồi cũng gom em còn 70-60 còn nhiều nha, máy gặt cũng còn luôn. Cũng gom còn chân 68. Giá 270 triệu anh. 270 triệu đầu không. Cài xới anh chưa mua thêm tính thêm nha. Máy 80 giờ, nó 800 giờ. Mới khoảng 85% nha, được cặp vỏ sau còn mới như zin. Vỏ sau chưa chạy. Này vỏ tani nha. Con này đèn nào còn đầy đủ hết nha. Động cơ số đồ zin giá 270 triệu. Rồi anh em nào có nhu cầu mua máy thì cứ liên hệ trực tiếp anh em. Địa chỉ số điện thoại cửa hàng em để trong phần mô tả, anh em nào không coi được thì vô đó coi nha. 05 số 3 1689, máy nông nghiệp Liên Quân Vĩnh Long nha. Đèn đâu còn đầy đủ hết. À, bên đây bị đứt rồi, để cầu lại cho. Nắp capo này nó dán keo nha, chứ không phải chạy nha. À, dán keo nè, cái này về lọc chế nước sôi nhẹ vô lọc keo, hoặc là mày lấy máy sấy sấy là ra cái lớp keo nè. Máy chạy 800 giờ, đời 2016 nha, 270 triệu. Rồi anh em nào có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp nha. Máy cài máy cặt cái cuốn gom này em đầy đủ nha. Cuốn gom chân 68, chân 70 đồ có đủ hết.